Anh gọi có công việc thôi, nhưng mà anh gọi xin lỗi ai vậy? Thì anh nghe hỏi xin lỗi ai vậy anh bị sốc em. Alo hoặc là Ngọc kêu alo là biết giọng ai liền. Ủa tại vì anh là chồng em. Nhưng mà khi vậy? Ngọc là em ruột anh. Anh nói là alo. Cái giọng của anh mà không lẽ không nhận ra. Trời ơi, tại vì nó không coi TikTok nhiều. Nó không coi những sản phẩm của anh nhiều. Ủa nó đâu biết anh là ai? Nó vô làm công ty anh. Nó còn không biết nó vô làm công ty anh với em nữa. Nó vô làm công ty giải trí nó còn không biết ủa thông tra chiến lược là ai nữa. Nó chỉ biết Hồ Ngọc Hà thôi. Trên cuộc đời nó chỉ biết đúng Hồ Ngọc Hà, nó không biết ai nữa hết. Ủa? Vậy tại sao em làm hồ sơ vô? Nó tưởng công ty này là công ty sản xuất mà dạng như găng tay, đồ này nọ, mấy cái mà dụng cụ y tế. Dụng cụ y tế mà thôi, chứ nó không nghĩ là sản xuất mà dụng phim ảnh rồi. Một công ty làm phim. Vậy là mình phải coi lại cái decor của công ty mà. Mình làm công ty làm phim mà người ta vô người ta tưởng làm công ty thiết bị y tế là hiểu rồi. Mình sạch sẽ quá. Thực ra là bị sốc à mọi người à, bị sốc. Mình gọi tới mình hỏi xin lỗi anh là ai mà mặc dù bạn làm cho mình cũng gần một năm rồi đó. À là con bé hay là chị nó nhốt anh với em lại đúng không? Đúng vậy. Bạn này rất nhiều giai thoại. Có một giai thoại có lần tôi up cái status là tôi bỏ quên chìa khóa trong nhà. Tôi đi tập thể dục. Cuối cùng mình không có chìa khóa vô, phải gọi điện thoại cho bạn. Bạn giữ chìa khóa, giữ phòng. Gọi cho bạn chạy từ quận 4 qua, bạn vừa chạy tới bạn chạy xuống hầm xuống bông bấm cửa lên. Mặt lạnh như tiền, mà cảm giác của mình bị nhốt ở ngoài 45 phút mình thấy bạn tới mình rất là vui. Mình đứng lên mình nói ô em, cái nó chạy luôn, nó không em ngó mình luôn. Cái mà quay qua mình hỏi Giang, ủa nó giận gì mình vậy? Xong cái bấm cửa lên, xong chạy lên. Em mở cửa rồi đó, vô đi. Em chạy đi luôn, nó ủa giận gì mình vậy trời? Không hiểu được luôn á. Thật sự cho bây giờ vẫn chưa hiểu. A few moments later. Công ty là không có sự cho phép, nó làm không được lên luôn, là nó đuổi ra ngoài cửa ngồi hết, không được ngồi trong phòng khách nha, nói anh có hẹn với anh được chị Trang chưa, chỉ cần mới chưa đã đuổi ra ngoài cửa ngồi hết luôn. Bạn nghĩ là bạn làm công ty y tế cho nên phải vệ sinh rồi ok, rất là nguyên tắc. Ok, đây là công ty giải trí, tôi biết là bạn đang suy nghĩ là chắc lòng rồi các kiểu này nọ, thì cũng xong lương tháng 13 rồi, sang năm là chắc là một chương trời mới đang mở ra với bạn, với hy vọng là sang năm bạn bắt đầu thích làm công ty giải trí. Em sẽ đổi con mẹo ha, thích công ty chính là mọi người.